Để cái này đến lượt chị xoay nhá. Để đến lượt con xoay chị nha. À, cái này hay thật đấy. Wow. Cái này đoạn dưới bị rồi. Cái này lại hơi bị khuyết một tí. Chắc là tại chị không biết vặn đấy. Wow. Không sao cả. Thế là ngon rồi. Để đến cái cuối này cho bạn xu nhá. Ui, cái màu cam này đẹp thế. Cái dưới còn kìa. Này, em ấy đi, còn đi. Cái này rất là đơn giản đúng không? Su cũng làm được đúng không? Đó. Mặn chắc ạ. À, wow, công nhận su siêu. Trời ơi, hai cái chip chip của chị này. Bây giờ mãi chưa giảm. Mình bảo à, mua chim chip này. Đấy, mua. Đã còn bảo mình à, ép bao nhiêu nước hoa quả lại còn nó bảo mình gọt bao nhiêu nước hoa quả nữa. Mạnh quá, mạnh yêu biết được. Còn không biết sushi nó đang đợi mình bắn mình chết vào đợi lâu quá rồi. Sushi, ôi, sushi, ôi, xin lỗi chị đến muộn. Ôi trời ơi, mệt quá, nặng quá em ạ. Nặng lắm. Ôi, em ép nước hoa quả đến đây rồi hả? Có biết vì sao chị đến muộn không? Gì đấy? Vì cái này đấy, máy làm kem nhìn này. Công ty làm gì có ổ điện đâu mà cắm. Thì em không biết à, em không biết đây là máy làm kem thông minh à. Cái máy làm kem này nhá, mình không phải dùng điện đâu. Trước khi em làm kem em có thể để vào tủ lạnh á, 24 đến 72 giờ thì em có thể làm kem một cách vô tư luôn. Chứ không biết à. Mẹ em còn làm cái máy dùng ổ điện thôi. Nhưng nhất định em phải bảo mẹ em mua cái máy về này. Mua cái này tiện lắm, mình đi ra công viên ấy. Đấy, như bây giờ chị em mình làm này. Đúng không? Có phải tiện hơn không? Để em giúp cho nhá. Để em giúp chị. Bây giờ đây là cái ca này, để mình sẽ đổ vào kem này. Đấy, còn đây kem hai màu nhá. Em ép nước hoa quả rồi đấy hả? Hả? Trời ơi, chắc là sáng nay em ép vất vả lắm đúng không? Nên là chị đến muộn hơi bực đúng không? Đây nước dâu, đây nước cam. À, trời ơi. Đây quả dâu, đây quả cam. Đấy nhá, bây giờ chị sẽ đổ vào cái này. Đấy, chị sẽ đổ vào đây xong em đổ vào máy nhá. Ít thôi. Đấy, cái tầng này, cẩn thận nhá. Đấy, em đổ đi, đổ ít thôi nhá, không này. Đấy. Cho. Rồi, khoan từ đây chị giúp. Cho, em thích ăn xoài đúng không? Đúng rồi. Đấy, thế thì chị bảo em mang xoài đến rồi này. Đấy, mình cho xoài vào thì kem xoài, hiểu không? Đấy, khoan, không thể quên được, mình phải cắm cái này vào. Đừng cho tay vào bẩn. Đấy, xong mình lại đổ tiếp vào. Đấy, nó chỉ bằng tấm này thôi, em nhìn thấy chưa? Để chị em làm tiếp cái thứ hai nhá. Ý giời, chị em không biết đâu, sáng nay chị bảo chỉ có mỗi sushi là chăm nhất thôi. Chị gọi cho sushi để sushi mang sang thôi. Chị phải đổ cái này vào. Không cần nhiều đâu, chỉ một tí thôi. Làm kem cái này rất là tiện lợi luôn nhỉ em nhỉ. Đây, bây giờ em đổ vào đây, đổ một nửa nhá, xong rồi chị lại cho. Đấy, một tí là được. Ý, sushi run đúng không? Chị cũng chưa làm đâu. Thôi, dừng. Để chị cho cái này vào đã. Dừng. Kem gì đây? Đây à, chị sẽ cho kem... Đấy. Đây là kem mấy à? Kem thanh long à? Kem thanh long, ăn thử kem thanh long xem thế nào, cho nó mát. Rồi, bây giờ em đổ tiếp đi. Vừa khít luôn, ôi chị siêu đấy. Bây giờ em thích ăn... em mua kẹo chim chip rồi đúng không? Hay là làm một cái sữa với kẹo chim chip nhỉ? Đúng rồi đấy, hay đấy. Chị cũng chưa làm đâu, hôm nay mua được mẹ mua cho cái nào. Phấn khởi lắm. Hay là mình sẽ làm hai cái trộn này với nhau đi. Để từ từ đó này, chị phải từ từ qua đây xem đã. Thôi. Từ từ chưa được. Rồi. Em cũng mê mọi nên đấy. Mình chọn này. Từ từ, phải để cho nó đông một lúc rồi mình hẵng cho kẹo vào. Ui, em sợ xem, lạnh chưa nào. Đấy, đá nổ hết lên mặt rồi mà. Để đợi một tí. Em bị bong hết ra tay rồi đúng không? Bởi vì là thiếu vitamin ấy, hôm nay chúng mình sẽ ăn kem hoa quả để bổ sung vitamin, nhớ chưa? Ăn kem như thế này rất là tốt. Đó. Xong mình sẽ dùng một cái này để mình thử xem là nó rắn chưa. Để mình cho thêm chưa rắn em ạ. Thế rồi có khi là chị mang do chị đi đường lâu quá ấy. Đến đây, cái này bên này được rồi này em này. Đấy, nó bắt đầu được rồi đấy. Đây này, nhìn thấy không? Nó bắt đầu rắn trắng rồi đấy. Cái này em biết cái này là cái gì không? Cái này tí mình dùng để mình kéo kem lên đấy. Hay lắm.
Trời ơi sushi, trời ơi em thèm kem đúng không? Em vẫn thích là đứa thích ăn kem mà. Đấy. Cho xin chip vào nhá. Em cho đi. Chờ tí nữa khi nào nó phải rắn rắn lại thì mới cho được, không là nó không cho được. Đó, xin chip này rất là ngon đúng không? Chưa được đâu em. Đừng 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 chọc mạnh quá nó đấy đây này. Chưa được. À cái này đã đậu cứng rồi. Đâu. Cái này em không chạm vào nó hỏng. Em nhìn đây này, cái rìa của nó bắt đầu trắng rồi này, nhìn thấy chưa? Có gì nhân đây là nhân xoài đấy em. Đấy đây này em nhìn này, đấy cái mặt của nó xe lại hết rồi này. Đấy thấy chưa? Kem này làm tiện không? Chúng mình chỉ 6 phút là chúng mình có kem ăn, đúng không? Không lâu giống như cái máy làm kem ở nhà của mẹ em đâu. Đây là cái này dưới này bắt đầu được rồi. Đó. Xít đừng ngã luôn. Xít đừng ngã, cẩn thận đấy. Để chị đổ cái này ra đây, cứ đổ cho dễ để cái hộp kia nó sợ đổ ra lắm. Đó, ui sushi công nhận ép nước hoa quả đẹp thế. Thế chị phải bỏ cái kia ra đã. Bỏ cái gì? Ok. Đây, không phải bỏ que đâu, em thả 1-2 viên thôi. Từ từ, đừng dọc. Đó. Trời ơi, kem sữa chim chip lần đầu tiên tôi ăn đó nha. Đây, kem bên này. Nhanh nghe đồng tí nó không đúng rồi. Thôi 2 viên thôi, bởi vì cái kem nó rất là nhỏ. Đây. Đấy, chị lấy đủ chưa? Đó. Chắc không này sẽ ngon hơn đây. Cái này, em nhìn cái này nó xe hết mặt rồi này. Đó. Cái này chưa xe lắm. Ừ, cái này chưa xe lắm. Chả nó, tí nó sẽ xe hết. Ngày đúng là ngày mát. Cái gì á, cứ mê mẩn mẩn lên. Đó, dám chưa? Đấy. Cho đây chưa? Đúng không? Các bạn hãy thử thức kem và thập cẩm với mình nha. Đúng rồi, hôm nay chị và bạn Su sẽ làm 3 loại kem đúng không? Mới đầu là kem này là kem xoài. Kem này là lần được. Anh đã bao giờ được ăn kem thanh long bao giờ chưa? Chưa đúng không? Đấy, hôm nay chị em mình sẽ ăn. Và món cuối cùng đó là kem sữa chim chip. Cái này thì sao? Để đấy thôi em ạ, để mình làm nhẹ sau đi. Mình cho chim chip rồi, ăn thử chim chip đi. Thấy chưa? Ai mà chưa gì em đã bực chị rồi. Chị em phải chạy rồi, ta hết cả mồ hôi rồi. Đấy, thấy chưa? Mồ hôi chạy nó tòng tòng ra cho em ấy. Thế mà chị dạ đã mắng chị rồi. Đó, tính hơi hết. Ngoài đâu? Nguyên kem còn ngon hơn, chờ tí nữa. Đấy. Nó được rồi đấy. Ô, cái này được nhanh hơn này. Cái này cho sau. Các em ơi, đây này, nó lạnh, nó có một lớp tuyết bên trên này. Sở thích thực các em ạ. Đấy, nó xung sở thật đấy đấy. Đấy, nó làm lạnh đấy em, giống như kiểu cái mình làm kem cuộn. Đúng không? Đấy, giống hệt tuyết luôn. Cái này rất là lạnh. Sở ngoài không lạnh, nhưng cái trong này lạnh lắm các em ạ. Ăn tiếp đi. Trời ơi, bạn Su, đấy. Mang đi cho chị làm kem ấy. Xong rồi ăn lấy ăn nè. Sáng ăn chưa? Ăn bánh. Đấy, thế. Ăn bánh rồi giờ ăn kem là được rồi. Su ơi, như được rồi đấy. Để chị kiểm tra nhá. Từ. Rắn rồi đấy. Rồi. Qua từ từ. Từ. Wow. Các em ơi. Cái kem đẹp chưa? Quá xoài. Được rồi, chị sẽ để ra đây nhá. Để cái này đến lượt chị xoay nhá. Để đến lượt con xoay chị nhá. À, cái này hay thật đấy. Wow. Kem thanh long. Cái này đằng dưới vị rồi. Cái này lại hơi vị khuyết một tí. Chắc là tại chị không biết vặn đấy. Cũng không sao cả. Thế là ngon rồi. Đến cái cuối này cho bạn Su nhá. Ui, cái màu cam này đẹp thế. Cái dưới còn kìa. Này, em ấy đi, vặn đi. Cái này rất là đơn giản đúng không? Su cũng làm được đúng không? Đó. Vặn chắc ạ. Wow, công nhận Su siêu. Trời ơi, hai cái chip chip của chị này. Một cái bên này và một cái bên này. Biết thì cho nhiều chip chip vào ngon thì nhờ Su nhờ. Nhưng mà như này vẫn ngon mà chị. Đúng rồi. Cái này không biết con nào được mẹ nữa không. Wow, cầm lên. Đây là hai cái của Su luôn. Su vặn hai cái, chị vặn một cái. Nhờ kem ở đây là thành quả của bọn chị đấy. Su thích ăn kem gì? Em thích ăn kem. Được. Chúng mình ăn thử vị nhá. Chị ăn thử cái này trước xem nào. Ô, chim chip của chúng ta đã bị đông lại rồi. Ừ. Tuyệt các em ạ. Vừa có nước ép hoa quả chua chua này, xong lại hoa quả ngọt ngọt nữa.
ngon quá. Em ăn thử vị của chị nào. Vị gì, vị gì, vị gì? Chưa nhận ra, nào hơn đấy. Ồ, cam, cam thanh long. Đúng rồi, chuẩn luôn. Của em ngon không? Nè, ăn thử tí nào. À, bạn Su đang răng trận đấy, bạn ấy không thể cắn được kem. Ui, chị ăn thử cái này nhé. Em ơi, ý. Chim chiếc của bọn chị cho được có 2 cái à. Kem sữa ngon lắm. Ôi, kem sữa ngon tuyệt luôn. Su ơi, Su biết bây giờ ai là người thèm nhất không? Ai là người thèm kem nhất ở nội chỗ này không? Em. Không phải đâu, anh quay. Sao? Bởi vì chúng ta thì ăn kem, còn anh quay thì ngồi quay mà không được ăn kem. Cho xin cái nào. Ta phải phân anh. Đấy, cho anh quay kem sữa. Cảm ơn nha. Cả ba chúng ta đều có kem ăn. Mà cái kem này hợp lý nhỉ? Kem này chắc là ngon lắm nhỉ? Đúng rồi. Anh ơi, anh em ăn thử đi, ngon cực kỳ luôn đấy. Bọn em làm cực kỳ khéo nhưng mà lại sạch nữa đúng không? Cái này máy làm kem này rất là hiện đại, anh về mua một cái nha. Tuyệt. Kem rất là ngon. Đó, chị ăn thử em cái. Kem phải ra. Thơm quá. Thấy chưa? Ủa không, em phải dậy sớm nhá. Em ép nước hoa quả chưa? Bây giờ em có kem ăn đúng không? Chứ không mà đi ra công viên này à, có mấy chị em mình mua được kem ăn đâu. Đúng không? Ngon. Em cắn được rồi đấy. Cắn được, kem mềm thơm ấy. Anh quay rồi. Về làm thử kem này ăn nhá, ngon lắm ấy. Đây là vị đặc biệt nhá, ở ngoài quán không hề có kem nào là kem cam thanh long nhá. Và kem dâu xoài, ngon cực kỳ luôn. Và của anh á, còn được ăn kem sữa và chim chip. Toàn món ngon rồi, em ơi, bạn Su bây giờ ăn hết rồi đấy. Ngon tuyệt vời. Em ơi, chị nghĩ nào, mỗi nhà chúng ta nên có một chiếc máy làm kem nho nhỏ xinh xinh này, rất là tiện lợi khi mà mình làm ấy, và cũng không nguy hiểm đối với trẻ em nữa cơ. Bởi vì là những cái kem kia chúng ta phải cắm vào điện, nhưng cái máy làm kem này rất đơn giản, các em chỉ cần bảo mẹ cho vào ngăn đá cho mình khoảng tầm 42 giờ đến khoảng 72 giờ thì các em có thể bỏ ra làm kem, và chỉ cần 6 đến 10 phút là chúng ta sẽ có một mẹ kem rồi, và chúng ta có thể làm từ 2 đến 3 mẹ kem một lần đấy. Nên là chúng ta sẽ có rất nhiều kem ăn. Sau khi chúng ta làm xong, chúng ta lại cho vào tủ lạnh để cất đông đúng không? Thế xong rồi chúng ta làm thật là nhiều vào khoảng 5-10 cái mà. Thế xong mình để vào đấy mình ăn dần. Chúng ta ăn đủ các vị luôn, bởi vì ở nhà mà chúng ta thích ăn vị gì có thể làm vị đấy, chứ còn ra ngoài quán nhiều. Bởi vì bạn ấy rất thích ăn kem. Chính vì vậy mà hai chị em chị phải có một cái máy làm kem này đấy. Rất là tiện lợi luôn các em ạ. Đấy, các em thấy không? Bộ mặt sung sướng của em Su khi được ăn kem. Đúng vì em mới thích, bởi vì là em mới rất thích là ăn dâu với xoài đấy các em. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.